Bây giờ chị hỏi em có đồng ý bán vé số hay không, trả lời giúp bác. Ok. Ngồi ngồi chỗ bán. Rồi. Rồi, hai anh em hợp tác nha. Rồi anh Phong thì tình thương mến thương. Thì anh Phong cứ giúp đỡ cho tụi em. Tại vì nó rảnh nó chạy vòng vòng rồi đó, chạy qua lại nó ngó. Đúng không? Thì nước cái gì đó hết cái gì đó thì báo chị là chị lấy cho bán là nhớ rồi có vốn nghe bán luôn cái thùng đi. Hồi xưa tao bán cà rem bán luôn cái thùng á. Dạ sao Phương à, tại sao chị nói nãy giờ em nghe sao đồng ý không? Đồng ý nghe không có đi lang thang nữa rồi bán nước á, cái là do chai á lụm lại đi bán luôn thấy không? Tao uống tao bỏ do chai á mình lụm lên bán luôn thấy không? Không đi lang thang nữa em ha. Rồi ha, vậy thì hẹn thứ hai ha, thứ hai hẹn 8 giờ em nhớ không? Qua tiếp cơm nha. Thằng Phương luôn qua để chị hỏi ông già như vậy đó, rồi bán rồi chiều á tối rồi hai anh em đẩy xe vô đó, đẩy vô đó để đẩy rồi vô để gửi tháng này á cứ tạm thời là cứ vậy đi, đi chạy qua chạy lại bán chứ đâu phải đợi hết tháng mới bán được. Đúng không em Phương á, thì như vậy là chị em thấy hàng ngày bây giờ nếu em Phương mà không có tiền á em thấy là mệt lắm á, tại vì phôi thuốc hàng ngày nè em không có bệnh á thì chuyện bình thường đi phải không? Đói thì ví dụ nó kiếm cơm từ thiện rồi nó ăn cũng được, nhưng mà buộc phải có tiền để mà mua thuốc để bôi. Không em không bôi là không được á chị. Rồi, bệnh này phải dạ không bôi là không được á, coi như là em Phương mỗi ngày nào em Phương cũng phải tốn tiền là tiền thuốc ít nhất cũng là 20.000 đến 30.000 đó. Một tháng cũng gần cả triệu tiền là chị. Thì cho vậy đi, cộng trừ nhân chia vậy đi. Thì nó chị thì chị kỹ hơn, chị làm rồi đó nó tỉ mỉ hơn. Còn nó quẹt một cái vậy nè thì nó bôi á, tao làm binh thì em cho nó vậy đi. Đúng không chị? Đó. Thì mà giờ nó làm thì cơm thì ở đó thì xin cơm bất ba ăn tạm thời vậy đi. Đó, cũng được rồi. Em phải chỗ tắm rửa đó. Đó, cái chỗ tắm rửa. Phải tắm rửa xin vô cùng chạy qua bên em tắm cũng gần nữa chị. Nói vậy đi. Em thấy vậy đó, mà giờ em hy vọng là hai người này họ sẽ hợp tác nha, hoặc là họ sống được đó, họ không còn sống cái cảnh mà đi mà lang thang nữa. Như riêng anh Nhân Tài á, là chục ngày qua là đi đâu, đi lên Long An, Tây Ninh, rất nhiều mến dốn mà đi về Tây Ninh nè, biết về thăm ba mẹ hay là đi đâu nè? Ừ, người ta gặp á, đi đâu mà giờ hỏi nói tào lao không, mà nói đi né ông trời, sợ trời mưa sợ sét đánh. Nó tào lao biết lao vậy. Mà dặn hai người này là lúc mà bán là không thay đổi nha, chứ không phải buôn bán vậy thì có thể nha, không thay đổi nha, bán là phải kiên trì, người ta biết người ta đến tao ủng hộ. Thì mấy cô chú anh chị em tính vậy đó, mấy anh chị mua đâu cũng vậy, mấy anh chị chạy xẹt ủng hộ cho hai em này một cây nước hoặc là một tờ giấy số đấy. Vậy đó mấy chị, thì thôi tình thương mến thương thôi, mình mọi người chung tay mình giúp họ vậy đi mấy chị. Vậy chị thấy vậy, em thấy chị tính vậy em thấy sao được không? Quan trọng là đúng rồi, quan trọng là hai nhân vật này nè, hai đại ca này nè, để tôi sắm sắm xe sắm đồ rồi mà không bán là coi mạng với tôi á nha. móc quéo ba mẹ hứa sao móc quéo đàng hoàng nha, tôi mua sắm đồ mà không mua là coi mạng với tôi á. Bán nước có nước ngọt á, nước ngọt có biết không, nước ngọt nước suối nó thấy rồi vậy đó, trà đá rồi đó, không bán được đống chai thôi, không có trà đá đâu. Bán nhau ông ba chầu uống là ừ. Đủ có tiếng lời à? Ừ, đúng rồi đó. Nó khách vô mà lấy thuốc là cứ mời người chai nước. Nghe hả? Hả chị bán gì, chị chứ làm gì? Để cho Trời, em là bán vé số rồi, em bán vé số rồi. Để cho anh mình bán. Em đã bán vé số rồi, em bán nước. Chứ giờ em tính đi lang thang về hoài à. Thì xin nhà ông ba ông cắt nhà cho ở thì ở đó làm gì? Cảm ơn hả? Làm gì ăn? Ông ba cho kéo. Bác của ác của Minh á. Ông đi ngồi vậy đó. Mặc áo này xăm mưa. Vô. Bỏ cái gì nước không như vậy tài. Nước suối nè. Mình gói nó xin đâu nè. Khẩu trang nè. Tắm xong rồi đem chả đập giò chi vậy ông nội. Lắm rồi.
Ủa cái nón mới cho đâu vậy? Có từ gì chặt rồi thì cái màn đâu? Mắc sao? Thôi vậy nào? Có phần mất rồi. Mì này không ăn để hết hạn sử dụng sao? Có để chén hả? Hôm nay lại chị nấu mì ăn ha. Mai nấu mì ăn ha. Mai lại xào mì ha. Mấy cái mì này luộc xào cho em ăn ha. Tối mai ghé đây em mì xào nha. Nha. Mai luộc cái này là xào mì ăn ha. Dạ để bắt bà được. Có nhà có. Không có điện thoại. Ờ. Không có điện thoại mấy anh chị ơi, không có. Có thuốc mà. Nè. Hay à. Thuốc nhiều lắm. Ủa thuốc gì vậy ta? Có thuốc là bà cho. Bà cho thuốc này hả? Cảm. Không có điện thoại nước không à, nặng gần chết à. Ủa? Thì áo quần đâu, có thấy có quần nào bạn hoài không nổi. Rút quần có mấy cái quần. Bỏ chai này cho gì không đái, đóng cái gì vậy? Có chai kẹt. Kè bỏ ra nó thiêu rồi đó. Bỏ đi. Uống nó bụng đó. Vàng kẹt bỏ được uống vào nó đau bụng à. Ý. Ê ngục. Rồi, bỏ vô đó đi, rắc đổ lên, rắc đổ cho chai. Mới này bắt đầu mới vô đúng không? Nhưng mà lỡ cái chân sau này cho bỏng cái hôm đó, ông mỗi chân ổng sao? Để ngồi xuống này nha, ổng không mỗi chân đâu. Wow, biết tôi ngồi luôn nữa. Không có mỗi chân. Thì ai cũng vậy hết à. Nó có chi thấy ghê vậy. Nhưng mà người ta chôn, người ta chôn chôn nằm ông ba lại. Chôn nằm chứ ông ba làm gì chôn ngồi mà, em nói là ngồi không mỗi chân. Có là mỗi chân. Người là sống 100 tuổi. Dạ. Đó là tâm tuổi. Dạ. Thì ta 80 tuổi. Trời ơi. Cái hôm ổng mong gì? Hôm ổng mong gì? Có từ trời chơi lỗi, có lỗi màu vàng, có lỗi màu đỏ, có lỗi màu cam. Theo. Mà ổng mong gì, còn ổng mong gì? Có màu... Có màu được rồi. Có màu được rồi. Kêu màu đỏ, màu cam cũng có nữa. Nhưng mà màu đỏ. Cái mỗi người người sống lâu thì nói mau mau. Còn ông ba là giờ ông còn khỏe lắm phải không? Khỏe. Ông chưa chết phải không? Không chết rồi. Không chết luôn. Anh sao hả? Sao em biết đứa chạy cái trước chị đó? Không chết được luôn. Nãy giờ cho nó nấu cơm cho khách ăn. Không chết ai nấu cơm cho khách ăn? Để cho ông ba sống đi. Cái chuyện trời đó. Cho ông ba sống. Sao nghĩ nhà bác ba lấy cơm ăn bình thường lấy mà sao hôm nay không lấy nữa? Có bữa 3 ngày, bữa 4 ngày lấy. Có bữa 1 tháng, bữa tuần lễ cũng có lắm. Mấy trước là trồng được tuần lễ, lấy nhà bác ba không? Lấy nhiều nữa ngại, mắc cỡ hay sao mà không biết? Lấy, mắc cỡ rồi. Mắc cỡ gì? Mắc cỡ. Không có mắc cỡ đâu hen. Đói bụng là đó xin ăn. Nha. Nha em, đừng có mắc cỡ này đói đi lao hàng á. Dạ, em mua chị. À, hôm nay Sài Gòn ngày nay Tuấn Dương có phát không? Có là Tuấn Dương rồi không cho phát hả? Sao hả? Tình thất online mấy bữa nay sao rồi? Có biết không? Dạ. Tình thất online mấy bữa nay sao rồi? Có biết không? Ba hồi tập giả thôi, cái đó không phải nói đâu. Làm sao hả? Ba hồi giả thôi, còn nói cái đó hả? Sao em không nói? Thích là nói là em không thích nói chỗ đó ba hồi thật bơi vậy hả? Cái đó để cho mấy người mà có chức quyền nói còn đầy đủ, chứ đâu có dám nói cái đó đâu. Chịu like luôn. Chức quyền nói. Cái đầy đủ cho có. Hay dữ em. Chức quyền nói hôm sau. Cái này là ngồi không ha. Còn không mà coi suốt luôn á. Biết hết trơn luôn á. Nghe nói chị có người có chức có quyền nói thì không có sao. Ừ. Mình nói có sao. Để cho mấy người có chức có quyền nói. Còn cái đó thật giả giả không? Mình đừng nói. Rồi thôi giờ chốt lại. Thứ hai, mấy giờ qua? Qua bên bếp cơm. Bếp cơm bác có khói rồi. Ừ. Bếp cơm đường Nguyễn Văn Linh. Của đúng Nguyễn Văn Linh. Ừ. Đình Thái Bình. Nó biết em. Biết chỗ đó. Biết. Rồi thứ hai, chị Tưởng nó muốn gì nói nghe rồi đúng không? Tại em quay xe em có bữa nay bữa dịch nấu đẩy đi bữa nay bữa dịch nó đẩy cho khách ăn được nhiều bệnh dịch là nấu gãy đi giờ chốt lại thứ hai qua coi miếng đất đất nhà hai anh em ở ở quán nước Dương Vương bán nước từ đánh cất nhà rồi cất nhà trước đi rồi từ bán nước cái nhà xong cái nhà ở chỗ ở nơi đàng hoàng đi
đây bán nước sao tính từ từ tính. Ok. Ngủ trong lễ luôn. Bữa nào bớt á thì ghé đó ngủ. Ngủ đó thắp nhang luôn. Đúng rồi, thắp nhang. Thắp nhang cho thật luôn. Cầu may, cầu may đó. Cầu may cho em đi đó.